Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình nhằm phân chia lại ruộng đất nông thôn, xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần phản quốc, phản động như địa chủ phản cách mạng, Việt gian, cường hào cộng tác với Pháp, được Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện vào những năm 1953-1954. Về thi hành, thứ nhất, huấn luyện cán bộ. Các cán bộ Đảng Lao động tham gia cải cách ruộng đất được đưa đi học khóa chỉnh huấn 1953. Các chương trình học tập nhằm giúp cán bộ nắm vững đường lối của Đảng trong cải cách ruộng đất, quán triệt quan điểm. Tổng số cán bộ được điều động vào công tác là 48.818 người. Thứ hai, chiến dịch giảm tô. Bước đầu, các đội cán bộ cải cách ruộng đất đi vào các làng xã và áp dụng chính sách bao cùng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm với các bần cổ nông trong làng xã đó, kết nạp họ thành rễ, thành cành của đội, sau đó triển khai chiến dịch từng bước như sau. Phân định thành phần, đội cải cách ruộng đất ra mắt làng xã và tất cả các gia đình trong xã được họ phân loại thành 5 thành phần: A. Địa chủ, B. Phú nông, C. Trung nông cứng, D. Trung nông vừa, E. Trung nông yếu, F. Bần nông, G. Cố nông. Tỷ lệ địa chủ được quy định trước và các đoàn đội cải cách đều cố truy tìm để đạt tỷ lệ địa chủ như một quy định bắt buộc, gọi là kích thành phần. Phân loại địa chủ, tất cả các gia đình bị xếp vào thành phần địa chủ như nói trên được đội cải cách phân loại thêm một lần nữa thành A1, địa chủ gian ác, A2, địa chủ thường, A3, địa chủ có ủng hộ kháng chiến. Thành phần địa chủ gian ác bị đội cải cách bắt ngay lập tức và quản thúc. Áp dụng thoái tô. Đối với các gia đình có địa chủ bị bắt nói trên, đội cải cách thông báo với họ về các sắc lệnh giảm tô của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bao gồm sắc lệnh giảm tô xuống còn 25% vào tháng 11 năm 1945, sắc lệnh số 87 SL năm 1952 và 149 SL năm 1953 giảm tô thêm 25%. Căn cứ theo đó, địa chủ nào chưa giảm tô cho nông dân thì bây giờ phải trả cho những nông dân làm công cho họ khoản nợ đó, gọi là thoái tô. Nếu không trả đủ nợ thì tài sản bị tịch thu phân phát do nông dân. Sau bước này, có những gia đình địa chủ phải bán đi rất nhiều tài sản để trả nợ, vì nếu sống trong vùng kiểm soát của Pháp thì không biết gì về các sắc lệnh của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Học tập tấu khổ, truy bắt địa chủ. Các bần nông, cố nông, chuỗi, rễ được các đội cải cách cho học lớp tấu khổ do họ mở. Qua đó, học viên được nhận dạng các tội ác của địa chủ và được khuyến khích nhớ ra tội ác của từng địa chủ đã bóc lột, chèn ép họ như thế nào. Sau khi học qua lớp tấu khổ, nhiều du kích và cốn cán cải cách ruộng đất trở nên quá khích, thậm chí họ vác súng vào thành phố, truy bắt địa chủ và con cái địa chủ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Tố cáo công khai. Các buổi xét xử được tổ chức, thông thường vào ban đêm. Số lượng người tham gia tố cáo từ vài trăm đến cả ngàn người, huy động từ các làng xóm lân cận và thời gian từ 1 đến 3 đêm tùy theo mức độ tội trạng của địa chủ. Trong buổi đấu tố, các nông dân bước ra tố cáo địa chủ đã bóc lột, áp bức họ như thế nào. Tại các tỉnh có tổ chức cải cách ruộng đất, Đảng Lao động cho ra tờ báo lấy tên là Lá Rừng, ngụ ý tội ác địa chủ nhiều như lá rừng, tường thuật chi tiết các vụ tố cáo. Sau khi bị quần chúng tố cáo, các địa chủ được tạm giam trở lại để chờ tòa án nhân dân xét xử. Xử án địa chủ. Tại các huyện, một tòa án nhân dân đặc biệt được lập ra và đi về các xã xét xử các địa chủ. Sau khi kết án, nếu bị kết án tử hình, đội tự vệ xã sẽ thi hành án, có thể là trước công chúng. Những người không bị xử bắn thì trả về các làng xã, nhưng gia đình và thân nhân của họ thường bị người dân địa phương ác cảm và phân biệt đối xử. Tổng cộng có 8 đợt giảm tô từ năm 1953 đến năm 1956 đã được tiến hành tại hơn 1.875 xã. 3. Thực hiện ở các địa phương. Nhiều tháng sau khi chiến dịch giảm tô được triển khai, chương trình cải cách ruộng đất chính thức bắt đầu với hình thức tương tự nhưng trên địa bàn rộng lớn hơn. Tổng cộng có 5 đợt cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến năm 1956 tiến hành tại 3.314 xã. Từ cuối năm 1954, dưới sức ép của cố vấn Trung Quốc, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh với cường độ lớn. Quyết liệt nhất là ở Thái Bình, nơi có đến 294 xã được đưa vào cải cách. Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 11 năm 1953, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 quyết định tiến hành việc cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam. Từ năm 1953 tới năm 1957, 810 hectare ruộng đất ở Đồng bằng và Trung du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, chiếm khoảng 72,8% số hộ nông dân ở miền Bắc. Trong khi đó, phân bố ruộng đất miền Bắc trước năm 1945 chỉ có 4% dân số, đã chiếm hữu tới 24,5% tổng số ruộng đất. Sau cải cách, bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi căn bản. Tình trạng phân chia ruộng đất bất bình đẳng bị xóa bỏ, nông dân nghèo được chia ruộng đất trở nên hăng hái, sản xuất nông nghiệp gia tăng. Ngoài ra, những tư tưởng cũ kỹ từ thời phong kiến cũng được xóa bỏ một phần. Đó là một cuộc chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội tại nông thôn Việt Nam sau hàng thế kỷ phong kiến. Mục tiêu căn bản của cuộc cải cách đã đạt yêu cầu, có tác dụng quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ tàn dư phong kiến ở miền Bắc. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, việc thực hiện cải cách ruộng đất đã gây ra nhiều hậu quả lớn. Ở các đợt đầu, cải cách diễn ra có kiểm soát và trật tự, đạt hiệu quả tốt. Nhưng từ giữa năm 1955, do tiến hành vội vã, ở một số nơi đã xuất hiện hiện tượng
nông dân địa phương trở nên quá khích, đấu tố tràn lan, mất kiểm soát, đã có nhiều người bị oan sai. Do sự quá khích và trình độ dân trí thấp của nông dân địa phương, cả các gia đình địa chủ có thành tích kháng chiến, kể cả các gia đình có đảng viên, cán bộ, bộ đội phục vụ trong kháng chiến cũng bị tố cáo tràn lan. Theo hướng dẫn trong luật cải cách ruộng đất, các cán bộ cải cách ruộng đất đã chỉ đạo nông dân tại nhiều địa phương lập ra các tòa án nhân dân đặc biệt để tổ chức xét xử. Cũng theo quy định của luật cải cách ruộng đất, điều lệ tổ chức của các tòa án nhân dân đặc biệt do chính phủ quy định. Luật cải cách ruộng đất cũng nghiêm cấm tòa án nhân dân đặc biệt tiến hành bắt giữ và giết hại trái phép, nghiêm cấm đánh đập, tra tấn hoặc dùng mọi thứ nhục hình khác. Nhưng khi áp dụng, nông dân ở các địa phương và các tòa án nhân dân đặc biệt đã không tuân thủ các quy định này. Tuy được gọi là tòa án, nhưng thực ra thành viên chỉ gồm toàn những nông dân địa phương được thôn làng cử ra để xét xử chứ không thông qua chính quyền, không tuân theo quy định về tổ chức tòa án của chính phủ. Nhiều tòa án nhân dân đặc biệt đã lạm quyền, không tuân thủ quy định của chính quyền và luật pháp. Họ tự ý tuyên án tử hình hay tù khổ sai chỉ căn cứ vào những lời tố giác của số đông nông dân địa phương. Nhiều nông dân cũng thi đua nhau tố cáo người khác, coi đó là một thành tích của bản thân. Đến cuối năm 1955, việc tố cáo địa chủ xảy ra tràn lan, số người bị tố cáo oan sai chiếm tỷ lệ rất cao. Ví dụ như bà Cát Thanh Long, tức Nguyễn Thị Năm, nhà ở Thái Nguyên, bà bị nông dân địa phương quy tội địa chủ gian ác, bị xử bắn mặc dù trong thời kháng chiến đã có nhiều công lao lớn với cách mạng Việt Nam. Có những nơi cả cán bộ đảng viên, sĩ quan quân đội cũng bị nông dân địa phương bắt giữ. Chính quyền địa phương không dám ngăn chặn vì sợ kích động bạo lực với đám đông quần chúng. Ví dụ như tướng Vương Thừa Vũ từng bị nông dân địa phương bắt giữ, chính quyền trung ương phải tới can thiệp mới giải cứu được. Mức 5,68% địa chủ trong dân số địa phương là cao hơn rất nhiều so với thực tế. Tổng số người bị quy là địa chủ trong cải cách ruộng đất đã được thống kê là 172.008 người. Trong số đó, người bị quy sai là 123.266 người, chiếm tỷ lệ 71,66%. Những sai lầm này đã được đề cập đến trong bài phát biểu tháng 10 năm 1956 tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của giáo sư, luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Ông kết luận, nhiều nông dân là trung nông nhưng đã bị kết án oan sai bởi những tòa án nhân dân đặc biệt ở địa phương. Những tòa án này toàn do nông dân địa phương tự lập ra, họ có trình độ thấp nên thường kết án chiều theo tâm lý căm giận địa chủ của số đông người dân khi đó, chứ không tuân theo pháp luật, dẫn tới vi phạm các nguyên tắc về điều tra và kết án. Thứ tư, chiến dịch sửa sai. Sau khi nhận ra cuộc cải cách ở các địa phương đã diễn ra quá trớn, gây nhiều oan sai, tháng 2 năm 1956, Hội nghị Trung ương lần thứ 9 đã tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất và ra lệnh đình chỉ cuộc cải cách. Trong tuyên bố của Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9 năm 1956, chính quyền Trung ương nhận trách nhiệm đã buông lỏng theo dõi, khiến việc thi hành ở các địa phương bị mất kiểm soát. Do nhận định chiến dịch cải cách ruộng đất đã gây ra nhiều oan sai, làm rối loạn tình hình nông thôn, Đảng Lao động Việt Nam và chính phủ tiến hành các bước sửa sai như sau. Tháng 2 năm 1956, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất. Tháng 3 năm 1956, Quốc hội họp lần thứ 4 tường trình bản báo cáo các sai lầm và biện pháp sửa sai. Ngày 5 tháng 7 năm 1956, thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư Trường Chinh ký chỉ thị về công tác chỉnh đốn tổ chức, đánh giá. Sở dĩ có những khuyết điểm trên, một phần là do Trung ương kém theo dõi, đồn đốc, kiểm tra và kịp thời uốn nắn các lệch lạc. Một phần là do các cơ quan được Trung ương giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác chỉnh đốn tổ chức, như Ban Tổ chức Trung ương, Đảng tổ trong Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung ương, các liên khu ủy và khu ủy, đoàn ủy đã không nhận thức đúng tình hình, không nắm vững mục tiêu, yêu cầu, phương châm, phương pháp chỉnh đốn tổ chức, không giáo dục đầy đủ cho cán bộ, không theo dõi sát tình hình, đề phòng các lệch lạc và phát hiện những vấn đề mới, đề nghị với Trung ương bổ sung chính sách. Lối làm việc thì thiếu tập thể dân chủ, ít lắng nghe ý kiến cấp dưới. Ngày 18 tháng 8 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương Đảng và Chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm. Ngày 24 tháng 8 năm 1956, Báo Nhân dân công bố có một số đảng viên trung kiên đã bị hành quyết sai lầm trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp từ 25 tháng 8 đến 24 tháng 9 năm 1956, nhận định các nguyên nhân đưa đến sai lầm và thi hành biện pháp kỷ luật đối với ban lãnh đạo chương trình cải cách ruộng đất như sau. Ông Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư Đảng, nhưng vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Ông Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ Chính trị, xuống Ủy viên Trung ương và Lê Văn Lương ra khỏi Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng, xuống Ủy viên Dự khuyết Trung ương và ông Hồ Viết Thắng bị loại ra khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người không tham gia vào sai lầm chương trình cải cách ruộng đất, thay mặt Chủ tịch nước đọc bản báo cáo của Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Nhà hát lớn Hà Nội và sân vận động Hàng Đẫy, kê khai sai lầm và phát động chiến dịch sửa sai, phục hồi các chức vụ tài sản cho cán bộ, bộ đội bị đấu tố. Tháng 12 năm 1956, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 1, Hồ Chí Minh khóc và thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận khuyết điểm trong công tác cải cách ruộng đất. Theo tổng kê đến tháng 9 năm 1957, khi chiến dịch sửa sai đã phục hồi danh dự và trả lại tài sản khoảng 70 đến 80% số người bị kết án.
Theo báo Nhân dân, thì bản thân chiến dịch sửa sai cũng có những thiệt hại khi những người được phục hồi quay lại trả thù những người đã tố cáo họ oan ức. Phong trào trả thù lan rộng và biến thành bạo động tại nhiều nơi, khiến chính quyền phải điều động quân đội để dẹp yên. Về thành tích, năm 1953, giữa lúc quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu chiếm ưu thế trên chiến trường, cuộc cải cách ban đầu có những kết quả nhất định khi chỉ thực hiện việc tịch thu tài sản, đất đai của những thành phần địa chủ bị kết tội Việt gian, theo pháp chống Việt Minh, chia cho bần nông, cố nông. Chính việc cải cách này đã góp một phần không nhỏ, nâng cao sự ủng hộ của dân chúng để dồn sức cho kháng chiến. Mơ ước có mảnh ruộng của riêng mình ở nông dân đến lúc này đã có hy vọng trở thành hiện thực. Việc thực hiện chủ trương triệt để giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của quân dân, tích cực chỉ viện cho chiến trường trong Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh điểm là chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuộc cải cách đã phân chia lại đất canh tác một cách công bằng cho đa số nông dân Bắc Bộ. Từ năm 1953 tới năm 1957, 110.000 ha ruộng đất ở Đồng Bằng và Trung Du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, khoảng 10 triệu dân, chiếm khoảng 72,8% số hộ nông dân ở miền Bắc. Cuộc cải cách đã hoàn thành xóa bỏ giai cấp địa chủ và tàn dư chế độ phong kiến ở miền Bắc. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 1, từ 29 tháng 12 năm 1956 đến 25 tháng 1 năm 1957, báo cáo của Chính phủ kiểm điểm về công tác cải cách ruộng đất đã nêu rõ. Cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã căn bản hoàn thành, giai cấp địa chủ đã căn bản bị đánh đổ, chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất bị xóa bỏ. Nông dân đã làm chủ nông thôn, nguyện vọng lâu đời của người nông dân là người cày có ruộng đã được thực hiện. Sức sản xuất ở nông thôn đã được giải phóng, đời sống nhân dân bước đầu đã được cải thiện, mở đường cho việc phát triển công thương nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc củng cố miền Bắc, phát triển kinh tế, văn hóa. Đó là những thành tựu căn bản. Năm 1957 là năm được mùa lớn, sản lượng lương thực đạt trên 4,5 triệu tấn, vượt xa mức trước chiến tranh. Sau cải cách ruộng đất, bần nông được sở hữu mảnh đất của gia đình mình, không phải nộp phần lớn địa tô cho địa chủ như trước, do đó họ có thêm hăng hái sản xuất. Được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, nông dân có điều kiện cải tiến kỹ thuật, phát triển công tác thủy lợi, chú ý đến vấn đề phân bón, năng suất nông nghiệp tăng lên khá nhanh. Miền Bắc đã giải quyết được nạn đói giáp hạt, một bệnh kinh niên từ thời phong kiến. Văn hóa giáo dục đại chúng có cơ sở rộng rãi để phát triển, bộ mặt nông thôn đổi mới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!